Chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải. Chúng ta đang có những hình ảnh rất đẹp về phân khu Shophouse Center và hộ chiếu vaccine thì tạo sức bật cho Shophouse Center Nam Phú Quốc. Với cái nền du lịch Phú Quốc đang dần hồi phục khi đường bay chúng ta đã mở lại và với hộ chiếu vaccine thì khách quốc tế, khách du lịch nội địa đã trở lại với Phú Quốc. Đó chính là cái động lực để Phú Quốc của chúng ta bứt phá trong cái tương lai gần. Và với Shophouse Center, với cái vị trí đắt giá, đắt địa tại trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải, thì cách đây không lâu An Thới chúng ta có 5 khu vực được điều chỉnh quy hoạch mở ra các cái dư địa phát triển lớn, đón sóng di cư ra đảo để ở, nghỉ dưỡng tránh dịch và đầu tư dài hạn. Điều này đồng thời mang đến cơ hội kinh doanh đa dạng cho chủ nhân của những căn Shophouse Center. Ngoài Shophouse Center thì chúng ta có một cái phân khu khác mà anh chị cũng có thể kinh doanh, đó là kinh doanh Airbnb. Trên màn hình thì nó là những cái tòa căn hộ Sun Grand City Hillside Residence với 3 phân khu chính. Phân khu The Hill với 4 tòa căn hộ H1, H2, H3, H4 và phân khu The Sea với 2 tòa S1, S2 và phân khu The Sky ở cái góc phải màn hình có 2 cái tháp cầu màu vàng thì đang xây dựng ở cái phần cốt móng. Thì tổng chúng ta có 8 tòa căn hộ với khoảng 1.250 căn hộ. Một tòa thì đâu đó chúng ta có khoảng hơn 100 căn hộ. Thì anh chị có thể mua để kinh doanh hoặc là để làm second home. Ngoài ra thì anh chị nào đam mê về kinh doanh mặt đất thì chúng ta lựa chọn Shophouse Center chạy dọc trên cái sườn đồi và giật cấp nhìn về phía biển, có cái tầm nhìn bao trọn toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải thu nhỏ từ trên cao. Và với cái vẻ đẹp của một cái ngôi làng Taormina nổi tiếng của nước Ý thì đây chính là cái dòng sản phẩm có giá trị và sinh lời. Đặc biệt hơn thì chúng ta có một cái thành phố Địa Trung Hải không khói xe do Sun Group kiến tạo. Với những ai từng trải nghiệm du lịch châu Âu, đặc biệt là vùng Địa Trung Hải, các cái thị trấn xinh xắn bên bờ biển không có tiếng xe cơ giới luôn gây ấn tượng. Nơi đó thì chúng ta có thể thỏa mãn, tận hưởng cái không gian thanh bình của những cái bãi biển nguyên sơ, những con phố lát gạch với rất nhiều nhà hàng, cửa hiệu, quán cà phê và quầy rượu. Cần nói thêm rằng dù các cái điểm đến này vô cùng sầm uất, mỗi năm đón hàng chục triệu lượt khách, xong người tham quan có thể thoải mái tản bộ qua các cái con phố để ăn uống, mua sắm, ngắm những cái khu vườn màu sắc hay là chiêm ngưỡng những cái dãy nhà phố có lối kiến trúc tuyệt mỹ.
Chẳng hạn câu chuyện chúng ta đến với Venice, nơi thu hút khoảng 2-30 triệu lượt khách mỗi năm. Du khách thường tản bộ thong dong qua từng con phố, thưởng lãm vẻ đẹp của thành phố từ những chiếc thuyền gondola chạy san sát dọc theo hàng kênh. Do xe hơi bị cấm lưu thông nên việc tiếp cận và tham quan những điểm du lịch ở một số nơi trên thế giới hầu hết đều bằng thuyền, xe đạp hoặc là đi bộ. Ở Cumbrexi, ta một cái thị trấn đẹp như tranh nằm ở thung lũng Calamuchita, Argentina, có một đạo luật đặc biệt quy định mọi người chỉ được phép đi bộ. Chính vì điều này mà thị trấn đã thu hút rất nhiều người đến tham quan. Những thị trấn không khói xe chính là cái hình ảnh đại diện cho xu hướng phát triển du lịch song hành với bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn môi trường đang phổ biến tại nhiều quốc gia. Dẫu vậy thì chúng ta biết rằng là không phải điểm đến nào cũng được chỉ định và định hướng đúng đắn ngay từ đầu. Thậm chí để tạo ra một cái không gian lý tưởng như ngày nay, nhiều thành phố đã phải đưa vào sử dụng các quy định khắt khe, biện pháp cứng rắn để thiết lập trật tự. Và đến với thị trấn Địa Trung Hải, chúng ta có một họa phẩm đa sắc màu với những công trình điểm nhấn, với những tuyệt tác về kiến trúc do San Đúc kiến tạo. Đây sẽ là một thị trấn tạo ra cái bước ngoặt cho thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước. Những dự án đô thị đẳng cấp với cái quy hoạch nói không với tiếng ồn và khói bụi cũng được San Đúc mang đến với thị trấn Địa Trung Hải. Và đây chính là một trong những cái sản phẩm tiêu biểu nhất, có tính độc bản, có tính mới lạ, có tính khan hiếm. Và khi anh chị đầu tư tại đây thì chúng ta đã hình dung ra những cái mô hình đã phát triển các khu phố đi bộ tại Việt Nam. Ví dụ như đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, hay là chúng ta có phố cổ Hà Nội. Những khu phố mà kinh doanh bất kỳ một cái gian hàng nào cũng có thể kinh doanh được tất cả các loại sản phẩm, từ những cái nhỏ nhất, ví dụ chúng ta ở phố cổ Hà Nội chúng ta có hàng bồ kinh doanh cái cúc áo này, những cái kim chỉ, những cái rất là nhỏ thôi cũng đều kinh doanh được. Thì đến với thị trấn Địa Trung Hải, chúng ta không có những cái sản phẩm nhỏ như vậy, nhưng chúng ta sẽ có những cái sản phẩm về du lịch, về F&B, về thời trang, về lưu trú, về spa, về nhiều dịch vụ khác mà anh chị có thể lựa chọn kinh doanh tại một trong những cái thị trấn không khói xe này. Và một sản phẩm có pháp lý sở hữu lâu dài, hoàn thiện mặt ngoài lên đến 5 tầng, kiến trúc Taormina độc bản, chính là cơ hội đầu tư tốt nhất dành cho anh chị ngay tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc, sở hữu cho mình một căn nhà với kiến trúc độc bản, sở hữu cho mình một hệ sinh thái đẳng cấp. Và anh chị nào đang quan tâm về Shophouse Center tại thị trấn Địa Trung Hải thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn, chính sách bán hàng cập nhật từ chủ đầu tư San Đúc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.